em phải xa nhà, họ một mình nhưng không cô đơn. Họ vẫn cảm nhận không khí của ngày Tết qua những món quà được gửi về từ hậu phương. Và sau đây, con xin hát nhạc phẩm Cảm ơn sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân để kính tặng cho tất cả quý vị. Nhà con xin mời quý vị cùng lắng nghe. Oh,
cảm ơn cháu Mina rất là nhiều. Phải nói là chắc cha mẹ của cháu là rất là proud of you đấy. Tôi chưa bao giờ thấy đứa bé nào cỡ này mà dạng như vậy. Anh chị quả là có phúc. Xin cảm ơn em nhiều. Và bây giờ ông chủ tịch tập đoàn sẽ có một món quà tặng cho Mina. Ok. Ba má con là ba má con là ai? Ở đâu? Ở dưới đó phải không? Ok. Má con áo xanh đó phải không? Ông Lân đâu? Ông Lân đâu? Trưởng ban tổ chức hội chợ hè đâu? Hội chợ hè đây nhá. Xin quý vị một tràng pháo tay thật dài cho em bé này. Mai mốt là con ra hát cho Paris by Night hay là con có hát cho Asia. Con nhớ con về giáo xứ này và con đừng có lấy tiền nhá. Đây, chú đại diện cho giáo xứ rồi đây, có ông trưởng ban tổ chức của hội chợ hè nữa đây. Mời con, với lại nhớ má má nói má con năm nay không có đi vacation mùa hè nghe chưa? Tới giáo xứ này, đây ông Lâm đây là giáo xứ tặng cho con và cảm ơn ba má con nữa. Mời ba má lên đây, mời ba má lên đây cho mọi người coi. Ba đâu? À đâu ba đây, trời ơi, hai người mặc quần áo đẹp quá, lên đây. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha, cảm ơn cháu. Rất là thương giáo xứ của chúng ta năm ngoái đã tới đây và trình diễn cho tất cả quý vị coi rồi năm nay trở lại. Và mỗi năm là có một sắc thái mới và hy vọng rằng năm tới gia đình của anh chị và cháu sẽ trở lại giúp cho giáo xứ trong hiệp hội chợ hè và hội chợ Tết. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh chị và cháu nha. Cảm ơn anh Chủ tịch Kiên và anh Lân rất là nhiều.